Ai một ổn mãi cho lấy phân lì. Cái hai cái vậy. Ta. Cũng có đây bọn mà lo nữa. Tiếng được à? Được chứ. Nhưng mà tắt tiếng hình như phải để tiếng ra nó. Không, ư thì hồi phục lại nhưng mà sợ nó chuyện nó đồ đâu. Không biết nữa. Nhưng mà để con nói chuyện không có nói gì không? Để nghe thôi. Ba cá là xin được phục hồng là nghe rồi có nói gì không? Thì cũng bình thường cái gì đó. Nhưng mà để coi nó cái gì đó. Nói chung cũng mệt mỏi lắm. Nói chung người này nó người kia chẳng biết đầu lặng. Người mồm nó cái mệt. Tiền người ta chưa thấy mà người ta thấy ta mệt thêm. Chúng đưa ra nhiều cái cũng dễ sợ. Cơ mụ hả em? Tôi lau điện chị cái này. Lầu còn giường không? Ừ. Hết xuống nhưng mà hồi nãy có một người chờ. Còn giường nữa. Rồi có lên nữa không? Đâu có đủ người làm. Chỉ là chuỗi chừng lấy cái tiếng của mình thôi. Chứ lấy cái tiếng thôi, không phải video, vì video mình bên em cũng thường, không phải là mấy cái kìa. Kiểu như mình muốn độc quyền á. Hiểu không? Nói chuyện gì mà giống dân hù.
dưới bồng trang. Ở bên nó đồ hỏi vậy. Trong khi bên lớn ấy là thôi, nói chung thấy không được. Nó có dễ rồi. Nói là sao này đưa ra nhiều cái mình ấy bên kia cái đưa ra nhiều lý do lắm, đưa ra nhiều cái mà lo nhiều mà lo biết rồi. Mùi dễ. Ông cô nó im ra nhà hàng kia nói chuyện. Ông cô kia kìa. Cô nghe cái ông này rầm rầm á. Ờ. Rầm rầm tóc à, áo vàng à. À ông hạ. Thuốc viết mà. Chỉ cái tiếng họ lấy kiểu như cái tiếng của mình để mình hợp tác á, để mà đánh hết sập hết mấy tụi kia. Mình tới đã má nó thiệt hôm nói chuyện về duyên lé chung cũng rứa nói chung bán bị gieo rồi làm nó mà tiền về thì mình chỉ cho ít nữa, bây giờ tiền cũng có về hay là nó video mà được rồi. Mới ra rồi. Hồi bà đồ hỏi cái xong không phải là bà đồ nhưng mà cái thấy bà nghe đã có gì ấy em muốn gì luôn này cái em nhìn vậy hồi trước chị bị lừa này lừa kia. Là chị chỉ đường em, chị chỉ người cho em, chị dắt, chị chỉ em mới biết cái này cho em làm gì biết. Cái dạ, dạ chị. Thì ấy là mình chết lên chết xuống à. Nói chung là duyên thì ham làm. Ok. Ba thì ba mới dưới chứ ba mới giỏi mới cũng mới nặng ok chứ có lẽ không thích làm đi. Mà tính ra mình chỉ mà bây giờ mình làm bán video mình làm được cái gì vậy thì có tiền hơn thì mà chứ mà nay tự xong kinh nhưng mà giao bà sống cũng ok mà đừng có kiểu ấy được cố gắng với lại nặng mụn cũng được mà hai đứa là may mắn là vô làm là được liền á, nó không có nhiều nhưng mà cũng có người giúp đỡ rồi, giúp đỡ này chỉ đường cho đồ nè. Chưa biết chị về cái này ôi chú trời à thôi cái này đừng có nói nữa kinh khủng. Bị nó là khổ tìm mua cái điện thoại quay còn không có nữa. Thì bữa lúc nào mà gì mà may mới ra đi học xong rồi đi học xong ra được chuyển đường đúng hai tháng phải ra chuyển đường
hắn cho tiền đó rồi cho là được chứ không cho cũng đâu có nào không được. Ờ thế là thì mình đang mua rồi vừa rồi có cái hợp mà không được.